Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn chi tiết các bạn lắp đặt cái tay nâng Bloom hai cánh dành cho tủ bếp. Sau đây là phần nội dung chi tiết mình hướng dẫn các bạn lắp đặt. Trong cái hộp phụ kiện của cái tay nâng Bloom của chúng ta thì gồm có hai cái hộp lực này. Hai hộp lực, cái cách chọn cái hộp lực thì mình đã có cái video hướng dẫn rất chi tiết, mình để góc trái màn hình cho mọi người rồi. Đó. Cánh tay đòn cũng vậy. Đó. Đây là hai cánh tay đòn. Kèm theo chúng ta có 6 cái đế, hai bản lề thẳng hay là bản lề chùm ngoài đó, và hai bản lề nối cánh kèm theo vít để chúng ta bắt nữa. Để lắp cái tay nâng Bloom này, các bạn chỉ cần quan tâm cho mình 3 điều thôi. Cái thứ nhất là cái vị trí mà khoan cái lỗ này các bạn này. Đó, hai cái núm lồi lên này. Đây. Hai cái vị trí này là một. Cái thứ hai nữa là vị trí bắt cái cánh tay đòn này là hai. Cái vị trí thứ ba chúng ta cần quan tâm đấy chính là cái bắt cái đế bản lề này, khoảng cách bắt cái đế bản lề này. Đây là hai cái nắp đậy, nắp nhựa đậy bên ngoài cho cái hộp lực này, hai hộp lực này. Và đương nhiên chúng ta sẽ kèm theo cái bản vẽ, đây là cái rất là quan trọng. Ngoài ba cái lưu ý quan trọng vừa nãy mình có nói với các bạn ấy, thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là hai bản lề nối cánh này. Rồi, đây là cái hai bản lề trên cùng nhá, bản lề thẳng ấy. Hay là bản lề chùm ngoài ấy. Thì ở trong bản vẽ này thì các bạn có thể nhìn thấy hãng đã đưa ra chúng ta kích thước đề nghị là từ mép ngoài này các bạn, từ mép ngoài của cánh này vào đến cái tim, cái lỗ khoan bản lề này là 100mm. Đây là đề nghị nha các bạn nhé, các bạn có thể là tùy kích thước cánh các bạn khoan làm sao cho hợp lý. Và cái thứ hai nữa là từ mép của đây, như các bạn nhìn thấy này, từ cái mép ngoài của cánh đến mép trong đến cái mép của cái lỗ khoan này là 3mm các bạn nhé. Cả hai cái loại bản lề này chúng ta đều khoan như vậy. Và bây giờ chúng ta khoan. Ở đây còn một cái lưu ý của chúng ta nữa là chính là phần 3 ấy, đó là cái khoan cái đế bản lề này các bạn. Cái đế bản lề thì cái kích thước mà Bloom đưa ra chúng ta khoan đề nghị ấy là từ cái mép ngoài của cánh này đến lỗ vít đầu tiên đó là 2cm hay là 20mm đấy các bạn nhé. Đấy. Vì cái bản lề này này khi mà chúng ta lắp vào ấy, lắp hoàn thiện nó như thế này, chúng ta không thể bắt vít ở bên ngoài như bản lề thông thường, do vậy là các bạn phải khoan đúng cái kích thước lỗ vít đầu tiên là cái lỗ vít này. Đấy, lỗ vít này là từ mép ngoài của cánh hoặc là từ mép ngoài của khung học vào 20mm các bạn nhé. Đây, cái đế nó đây. Đó, sau đó thì các bạn khoan tiếp lỗ thứ hai. Ok. Ở trên phần mặt cánh này các bạn này thì có cái vị trí mà chúng ta lắp cái đế cho cái cánh tay đòn này. Đó. Đây nó chính là cái này các bạn. Đó. Thì chia đôi các bạn nhé. Chia đôi cái cánh này ra. Đây, chia đôi nó một nửa ra. Sau đó chúng ta cộng thêm với cái khoảng cách A này này. Khoảng cách A này thì nó bằng bao nhiêu? Hông tủ này là của mình là cao 700 các bạn nhé. Cao 700. Do vậy cái khoảng cách A đây này. Đó, tại lỗ vít thứ 3 này. Đây có 3 lỗ vít này các bạn này. 1 2 3. Tức là từ tim này đến lỗ vít thứ 3 này là 47 mm các bạn nhá. Đây 47 mm.
do cái cánh của chúng ta nằm trong khoảng từ 510 đến 1040. Rồi. 17 thành 3 kia 17 chấm mấy đấy? 17 chấm 4 này. Chấm giữa. Trên đây xuống này nhé. Anh nhớ 47. 1, 2, 3, 4, 7. Anh nó biết thật không? Chúng ta còn một cái khoảng cách nữa từ bên ngoài này, ngoài vào này. Đây các bạn, khoảng cách B này. Khoảng cách B này chúng ta xác định được cái khoảng cách A của lỗ vít thứ 3 đầu tiên này. Chúng ta bây giờ tiếp tục xác định khoảng cách B này. B là bằng từ phần phủ của cánh này cộng với 12.5. Đây các bạn, phần phủ của cánh cộng 12.5. Thì phần phủ của cánh của mình, đây là mình làm chùm toàn bộ cho nên cái này là 17.5. 17.5 cộng 12.5 nó vào là 30. 29. Để các bạn lắp cái hộp lực này vào đây này, vào bên trong này. Đó, thì như cái lưu ý thứ nhất đấy các bạn, như cái lưu ý thứ nhất đấy. Thì chúng ta phải xác định cái vị trí khoan cái lỗ mồi này các bạn này. À, cái lỗ nó lồi này, mũi mồi 5mm các bạn nhé. Thì ở đây trong này người ta đã cho mình cái công thức này. Chúng ta phải tính cái chiều cao hát. Chiều cao hát này là từ trên nóc tủ xuống cái đường ngang này. Như các bạn nhìn thấy không? Thì cái chiều cao tủ của mình là 700. Thì áp dụng công thức đây, 700 nó nằm trong khoảng này. Do vậy 700 chúng ta nhân với cái 0.3 trừ đi 57 thì nó là 700 nhân 0.3 trừ 57 bằng 153. 153 là cái khoảng cách chiều cao H này từ nóc tủ cho đến cái đường mực ngang đây. Thế còn từ mép ngoài của cái tủ này chúng ta vào 37mm này là lỗ thứ nhất này. Tiếp theo đó 192 là lỗ thứ hai. 153, 1, 5, 3. Chúng ta cho hộp lực này vào để lắp nha. Sau khi lắp hộp lực mà khoan toàn bộ cái hệ thống bản lề rồi thì bây giờ chúng ta lắp cánh tay đòn. Cánh tay đòn thì các bạn mà lắp lưu ý cho mình là cái khuy này chúng ta đưa vào trong này, ngoắc vào trong này và kéo nhẹ xuống thôi. Đây. Kéo nhẹ xuống. Rồi, ok. Ngược lại nếu như các bạn muốn tháo ra. Đây, thì các bạn lấy cái tô vít các bạn chọc đây này, ấn nó lên, mở ra là xong. Ok. Lắp vào. Rồi. Đây chỗ bản này. Rồi. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, ok. Khi các bạn lắp đặt mà nó tay nâng này nó xong xuôi hết ấy, thì cái điều kiện của tay nâng bloom này của chúng ta là nó phải dừng đa điểm.
Tức là chúng ta thả đâu thì cái tay nâng này nó dừng ở đó, thì cái lực cân của chúng ta mới ok được. Còn nếu như mà nó bị nhẹ quá, tức là để xuống khẽ hay nó buông, thì các bạn điều chỉnh theo ngược chiều kim đồng hồ theo cái nút dấu trừ ấy, và ngược lại. Nếu nó nặng quá thì chúng ta giảm bớt đi. Đó. Với cái bản lề Bloom này các bạn nhé, với cái bản lề Bloom thì nó có 3 cái vị trí để chúng ta điều chỉnh. Vị trí điều chỉnh thứ nhất đây này, ở cái chỗ mình đang đặt lỗ vít này, lỗ vít, cái vít trong cùng này, thì là chúng ta điều chỉnh để cho cái bản lề này nó ra, nó vào, à, tiến tới, tiến lui. Cái vị trí thứ hai lỗ này của chúng ta này, là chúng ta điều chỉnh để cho cái đế bản lề này nó qua trái hoặc là qua phải. Vị trí thứ tư, à chứ, xin lỗi, vị trí thứ ba mà chúng ta đang nhìn thấy ở vị trí cái con cái tô vít mình đặt vào đây này, đó là chúng ta điều chỉnh để cho cái bản đế bản lề này nó lên và nó xuống. À, chúng ta điều chỉnh hai cái vị trí bản lề này, bản lề trên cùng đây và thứ hai bản lề nối cánh ở ba cái vị trí đó, xong là ok các bạn nhé. Làm sao mà để cái tất cả khi chúng ta điều chỉnh xong xuôi ấy, thì các cái khe kẽ này nó đều nhau. Nếu như các bạn để 2mm thì nó 2mm, 3mm thì 3mm. Thứ hai nữa, các cái cạnh cánh này của chúng ta này là nó đều nhau. Đó. Và cái khe này, khe ở các bên này là nó kín khít. Như vậy là đạt yêu cầu các bạn nhé. Như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn rất là chi tiết các bạn là cách các bạn có thể lắp đặt cái tay nâng hai cánh Bloom Aventus HF. Nếu như các bạn có bất kể một câu hỏi nào cần đặt thì các bạn hãy để lại dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian để giải đáp cho các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye.